Hi, xin chào bạn đọc của Yan News. Mình là Min và mình là ca sĩ đến từ nhóm ST319. Thật ra thì câu này hơi khó. Tại vì bạn câu này khó. Cái người mà đóng cùng Min trong MV Yêu là một người rất là thân thiết với Min. Thế nên là Min muốn chọn một người bạn mà mình cảm giác thoải mái khi ở cạnh để có thể đóng cùng cái MV này, để có thể đưa đến cho các bạn cái cảm giác tình yêu nó thật là nồng cháy, nồng nàn và nó tự nhiên nhất có thể. Câu hỏi này khó quá và cũng hơi ngại nữa. Thật ra thì người bạn đó cũng chính là bạn trai của mình ngoài đời. Và cũng chính vì vậy mà cũng chính vì vậy mà bọn mình đã có những cái thước phim rất là thoải mái với nhau. Thật ra thì cũng có lúc đúng đấy. Tại vì có những hôm mà 3 ngày liên tiếp mà bạn có lịch trình nó sát nút nhau đến nỗi mà bạn không có thời gian để mà chải tóc, không có thời gian để mà ngủ luôn ý, chứ đừng nói thì đến tắm. Nên đúng là đôi lúc ca sĩ cũng đành phải bỏ qua công việc tắm táp để có thể hoàn thành cái schedule của mình, hoàn thành cái lịch trình của mình. Khởi trường tắm mưa. Thật ra thì Min nhớ rằng hồi bé Min đã từng mặc đồ ngủ, xong rồi khi trời mưa quá to ấy, ở cái đường ở trong ngõ nó bị ngập ấy, thì Min đã cùng bạn bè là lội cái chỗ ngập đó và cùng kiểu bơi ở chỗ ngập đó, mặc dù nước rất bẩn nhưng mà khoảnh khắc đó thì lại rất là vui. Nếu mà bỗng nhiên một ngày mà phát hiện ra Aiden là con gái thì như nào ta? Chắc là Min sẽ cứ câu hỏi khó quá, không biết nói gì. Nếu một ngày bỗng nhiên phát hiện Aiden là con gái thì chắc là Min nghĩ rằng là khi mà Min tâm sự chuyện tình yêu với cả Aiden thì Aiden sẽ hiểu hơn là bây giờ đấy. Công chị. Nếu mà bị hỏi một câu mà động chạm đến lòng tự ái như thế thì chắc là mình sẽ cho anh ta một cái đập. Cũng có những lúc mình bị như thế rồi đấy. Tức là lúc sắp được lên sân khấu thì bỗng nhiên cảm thấy đau bụng và cảm thấy rất là khó chịu trong người. Thế nhưng mà lúc đó thì mình sẽ xử trí bằng cách là hít thở đều đặn và kìm nén nỗi đau lại để có thể lên sân khấu trình diễn như bình thường. Min thì nghĩ rằng là cái gì đẹp thì cũng đáng để khoe. Và nếu mà một cô gái mà có thân hình nóng bỏng thì tại sao lại không khoe chứ? Nó rất đẹp mà. Min thì là rất yêu động vật, thế cho nên là bình thường thì sẽ không ăn thịt chó, không ăn thịt mèo. Và nếu mà tự nhiên có một ngày mà về mà tự nhiên thấy chú chó đáng yêu của mình bị lên bàn thịt thì chắc là mình sẽ xỉu. Chắc là mình sẽ rủ bạn ấy xuống cánh gà và sẽ hỏi han chi tiết là tại sao bạn ấy lại tắt mình, lý do tại sao, tại vì mình cũng không biết lý do tại sao bạn ấy tắt mình. Tôn trọng khán giả và mình sẽ gọi bạn ý nhỏ xuống, bạn ý xuống cánh gà và sẽ tâm sự trước với bạn ý. Còn nếu mà không giải quyết được bằng lời thì sẽ phần nào khỏa thân lên sân khấu đòi hôn đi hả? Thật ra thì mình không thích nhìn con trai khỏa thân lắm, sự thật là như thế. Và nếu mà có một người nào khỏa thân mà chạy đến bên phía mình thì chắc chắn là mình sẽ chạy khỏi mất anh ta mất. Vừa rồi thì là Yan News đã đặt ra rất là nhiều câu hỏi hóc búa dành cho Min. Và đôi lúc là bất ngờ và không biết trả lời bằng cách nào cả. Nên là lần sau sẽ phải cẩn thận với Yan News hơn. Các bạn ơi, các bạn hãy thường xuyên theo dõi các thông tin thú vị trên yan.vn nhé.